đẹp. Nãy sợ better kill. Là mấy pha này khán giả là chết ghèo ơi. Mấy bữa tụi lên kiếm ma, kiếm điện quang xong lên chiếm mạng thấy khỏe đâu thì nói chung là lên nếu mà team nó tăng cơ thì lên được cái giai đoạn, còn nếu mà team nó mang giấy thì cứ lên full set là thôi. Giống như team này nè, team nó có mỗi bao cay lên độ tăng à, mấy thằng này lên full set là thôi. Dạ. Không cần đai, pha này đai đã mạng lỗ. Người nó cũng không có dưới cũng đai, cũng không đai. Mình đánh với tôi thì đầu game mình cứ quýnh từ từ, quýnh kiểu farm. Quy được cái nào quy. Chút xíu mình có đội xếp lập mình mới mạnh, đầu game hơi yếu. Đầu game mình cứ canh bắn quy xuyên lính được cái nào bắn. Không thôi cứ đứng farm. Nãy ngành để nó lát rồi, giờ sub mình CC cái là mình gờ luôn. Rồi, pha này bắn nó đổ máu rồi, bắn nó đổ máu rồi.
từ vẫn G này, mà từ từ vẫn. À, bằng cái góc G dở ta, để anh chuột xin đi xuống đây là giết hết rồi. À, nó không lát mà. À, chuột tay để xin lên trên, để cái G xuống chết hết rồi. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Ây da, sao gờ chậm vậy? Mấy hồi gờ hả? Sớm mấy hồi gờ hả? Từ Nem ơi, từ từ Nem ơi, chưa tới Nem ơi. Ây da. À, sắp tới rồi, để tí, để tí. Chuối không là chuối nè, chuối không là chuối nè. À, chuối đâu rồi, mất tiêu hết rồi. Y ghé ra, lui lui, y ghé nó ra. Từ từ, được, có tay đi ra. À, không gờ được, có tay đi ra anh em ơi. Nè, như góc này nè, đó. Để tôi mới tặng nào. Nhiều vàng, 41 vàng, ớt gì vậy? Nhiều lắm. Về. Chứ. Đợi hãy cần này hơn á, cái số máy tặng xíu lên được. Tìm nó hơi có hơi nhiều chiêu, nó phá cái gỡ mình á, kiểu con này hay con này, mình có cái này thì xíu nó, nếu mà mình đúng lúc mình có siêu nó phá anh tìm mình không được. Nó có con này, con nào cũng phá siêu mình được á. Hồi cho CC đưa gờ đẹp mà. Nếu như mà mấy ông chơi mấy con như kiểu pha gấp phóc hay là con bí bà tuôn xác lực này á, thì cái kiếm tôi ra này mấy ông được thì mấy ông đừng bán, giống như là mình bán khi mà mình lên được đồ to. Chứ cái kiếm này nó có hút 3.5 hút mất tăng phần á, tại vì mấy con xác lực này nè đam tay nó rất là to, cái chiều nó cũng rất là mạnh nữa, cho nên mấy ông để được cái kiếm tôi ra này là nó hút máu rất là nhiều. Mấy ông được thì mấy ông đừng có bán. Đẹp. Nice sir. Better kill. Làm mấy pha này khán giả la chết ghê ơi. Ghê là mấy pha này khán giả nó la chết. Nhưng mà người ta sẽ không nhớ tới pha combo của ghê, người ta sẽ nhớ tới better kill của AD. Bởi vậy làm support khổ lắm anh em. Quái vật Ninja Instinct. Dành cho shop.